Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, Trung tâm Điều trị và Phục hồi xương khớp Việt Nam chúng tôi đã hỗ trợ được rất nhiều các bệnh nhân trong quá trình điều trị về phục hồi xương khớp. Và để tìm hiểu xem tính hiệu quả của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thì chúng tôi có mời đến đây các khách hàng để nói lên cảm nhận và chia sẻ của khách hàng về trung tâm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Con chào cô ạ. Cô chào. Có thể giới thiệu tên và địa chỉ cô đang ở không ạ? Cô là Vũ Thị Mắn ở số nhà 8 ngõ 60 đường Nguyễn Hồng Quân. Dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Cô năm nay là 64 rồi. Dạ. Cô lúc trước thì cô bị bệnh gì ạ? Cô kiểu bị tai nạn ô tô đâm vỡ đầu, thế được mấy chục năm ấy cứ thỉnh thoảng ấy ngất, xong cô đi Bạch Mai rồi là đi chữa lung tung, nói chung là 3-4 năm nay thì không ngất nữa rồi, nhưng mà khoảng 3 năm nay tự dưng nó sang xương khớp, thấy nó đau, coi thoái hóa cột sống rồi thoát vị đĩa đệm, rồi thoái hóa 3 đốt ở cổ rồi thoát vị 3 đốt ở cổ nữa. Sau rồi có cái cô ở gần nhà cô ấy mách, cô bảo cô uống thuốc ở bên đây, hay nhà cô ở ngay chỗ đầu cầu, thế cô sang cô uống từ ngày tháng 5 đến giờ thì thấy nói chung là cũng hiệu quả. Coi là lưng rồi đầu gối rất là nó giảm, nó cũng đỡ đau, thì hiện tại giờ nó chỉ còn cái phần tê nó đau, dạ, cũng đau nhưng mà nó cũng đỡ nhiều, hay chỉ còn cái tê một nửa người này. Dạ. Cô điều trị là được bao lâu rồi ạ? Cô điều trị từ tháng 12 dương. Dạ. Uống thuốc liên tục không bỏ bữa nào cả. Dạ. Cái nhà cô ở gần đây, cô thì đi bên sáng cô không đi được thì chưa cô đi, nói chung là cô uống thuốc cả cái bệnh ngất nữa thì mấy chục năm nay rồi, cô lên Bạch Mai rồi cô ấy, thế nên là cứ thuốc mà cô kiểm tra là khoảng 2 ngày mà đã hết là cô phải đi lấy luôn gối ở đấy chứ không có để ngừng một bữa nào cả. Dạ. Thế lúc mà quá trình mà dùng thuốc thì cô có cảm nhận cái cơ thể làm sao hoặc là có các tác dụng phụ gì không? Cô uống thuốc thì không thấy có tác dụng phụ, nhưng cô cảm thấy người nó khỏe, hình như có vẻ mập ra hay sao. Nếu mà để có mà một lời gì đó nhắn nhủ trung tâm thì cô sẽ nhắn điều gì ạ? Cô nhắn nhủ trung tâm là coi như là thuốc men nói chung là làm rất tốt, mà khuyên những người bệnh nhân mà có bệnh tật thì cũng lên uống thuốc, mà chẳng thấy nó độc hại gì, không có phản ứng phụ gì cả. Dạ. Thế là uống rất là tốt. Dạ. Đội ngũ nhân viên thì cô có lời gì nhắn nhủ và cảm ơn gì không ạ? Cảm ơn đội ngũ bác sĩ nhân viên đây nhé, là phục vụ rất là nhiệt tình, mà lúc nào cũng liềm nở, coi tươi cười, coi bệnh nhân là đến đây có đau chăng nữa thì là vẫn cứ hết cả đau, coi tươi cười, coi không phải nhăn nhó cái gì cả. Dạ. Rất là tin tưởng. Dạ. Có cảm ơn cô rất nhiều và hy vọng cô đến với trung tâm con sẽ nhận được nhiều niềm vui và chúc cô luôn khỏe. Dạ. Cảm ơn trung tâm. Dạ. Tôi là Lê Thị Tú, năm nay tôi 70 tuổi. Tôi ở số nhà 128 đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tôi bị cái đau thoát vị đĩa đệm này, rồi đau thần kinh tọa này, rồi đau xuống chân này đã cách đây 5 tháng rồi. Tôi đi các nơi nhưng không thấy tiến triển gì. Thì nghe con gái tôi, nó có đứa bạn là mẹ nó chữa ở đây đã khỏi, thế thì nó mới mách. Thì con gái tôi mới dẫn tôi đến đây. Đến đây thì hôm đến đây thì nó cũng đau lắm, không đi được, lết chân lên. Thế là trong quá trình tôi lấy thuốc uống ở đây thì tôi lấy uống thuốc uống được hơn 1 tháng nay rồi. Mà nó có tiến triển tốt cho nên là tôi vẫn đến đây để lấy thuốc thường xuyên để chữa bệnh nhỉ. Thế là bác điều trị ở đây là được bao lâu rồi ạ? Tôi điều trị ở đây được hơn 1 tháng. Thế là bác cảm giác nó khoảng được đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm? Tôi đỡ và đến 70-80%. Wow. Vâng, 70-80% đấy chú ạ. Dạ. Vâng. Nói chung là nó tiến triển rất tốt cho nên tôi vẫn cứ phải lấy thuốc thường xuyên ở đây để uống cho nó khỏi. Rất cảm ơn trung tâm mà có cái thuốc này để điều trị cho chúng tôi nó khỏi bệnh, nó đỡ đau. Chứ không biết mua ở đâu, lấy thuốc ở đâu mà mấy địa điểm mà không khỏi được chứ ạ. Vâng. Tôi cảm ơn trung tâm và trung tâm phát huy cái này để cho bà con chữa bệnh cho nó khỏi, đỡ khổ. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn bác rất là vâng. nhiều ạ. Vâng. Có chào chú ạ, chú cho con hỏi chú tên là gì và chú đang ở đâu ạ? Tên là Vũ Văn Thanh. Chú hiện tại là chú đang ở đâu ạ? Đang ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 77 tuổi. Chú hiện tại và trước đây chú hay bị bệnh gì ạ? 386.
cứ bị bệnh gút và bệnh xương khớp. Dạ. Và vâng, thế thì ai giới thiệu chú để chú biết được cái trung tâm của chúng cháu ạ? Tớ xem cái quảng cáo này này. Có quảng cáo tớ ấy, tối hôm nào cháu xem thời sự thì chú được trước... ở đây được bao lâu rồi? Cũng được đến 6-7 tháng rồi đấy. Dạ. 6-7 tháng rồi. Ừ, trong cái quá trình điều trị thì chú cảm thấy là có tiến triển hơn nhiều không ạ? Tất nhiên là tiến triển nhé, tớ uống ở đây đến 7 tháng hay 8 tháng thuốc ở đây nó đỡ đau, và nó đỡ đau hai cái gót, đỡ đau hai cái đầu gối, nó đi lại nó cũng bình thường tương đối. Nhưng đấy thì như vậy tớ cứ còn nói chung là vẫn lấy thuốc ở đây, chứ trước uống thuốc các cái loại thuốc khác nó nóng lắm không chịu được, nhưng mà cái thuốc này uống này nó không nóng, nó mát. Tức là chú cảm nhận là nó uống cái thuốc này rồi thì nó không có phản ứng phụ đúng không? Không có. Còn thuốc uống là như vậy, trước đây nó đau lắm, nhưng bây giờ uống bây giờ là đứng dậy đi bình thường hoàn toàn đấy, đau đỡ các cái khớp này nó đỡ đau đấy. Cô tên là Phạm Thị Bích, ngộ tại địa chỉ 31/33 Dư Hàng. Thế vừa rồi thì cách đây thì có nghe đi ngồi máy thì người ta cũng có nói là ở bên này coi như là có bán cái thuốc coi như là về xương khớp. Vừa rồi thì thời tiết nó dở rồi, thay đổi thời tiết nó lồm rồi, thế là mới thấy đau quá. Rồi bạn bè cứ hỏi bảo thế chị uống cái gì cái đợt trước đấy, thế thì là tôi cũng bảo tôi uống cái thuốc ở đây ở chỗ cạnh 307 này. Thế đến lúc mà tôi mới nhớ đợt vừa rồi tôi đau quá tôi mới nhớ ra là tôi đã uống ở đấy. Thế là cháu ở đâu có cái máy đó. Thế là mới uống, mới bảo là thế là uống ở đây cái thuốc này nó khỏi. Thế là từ lúc đấy tôi lại uống thêm coi như là tất cả 6-7 gói nữa rồi. Thời tiết lồm đấy, từ đầu rồi Tết đến giờ ấy. Từ Tết đấy là thời tiết nó cứ lồm rồi, là đau lắm. Chân tôi nó đi cứ lết ra chứ không đi bình thường được. Đau lắm, đau cứ đau hết vào đầu gối này. Thế là lại quay lại đây. Quay lại đây lại tiếp tục mua thuốc uống. Thì là coi uống được 8 gói nữa rồi. Thì là hiện nay là không đau nữa. Nói chung là ai ưa đó đấy thì là ưa cái thuốc nào thì nó khỏi thôi. Chứ còn không thể nói là bảo là hoàn toàn là do tất cả đều uống được cái thuốc này nó sẽ khỏi. Đấy là do mình ưa nữa. Đấy. Đặt thuốc như đấy nè. Tôi ưa cái thuốc này thì tôi khỏi, còn nếu người tài bảo cứ nói thế tôi uống thì không thấy thì đấy là mình cứ nói như vậy thôi. Thế thì từ lúc mà dùng cái thuốc này bản thân cô cảm giác là có cái tác dụng phụ gì không hay là không uống, không có tác dụng phụ gì mà trước đây tôi uống cái thuốc khác nó cứ lặng mặt. Uống nó giữ nước đấy, nó cứ lặng mặt ra thì không tốt bằng cái thuốc này. Thuốc này là nói chung là uống không có nói chung bình thường cái này đấy mà không đau. Thời tiết vừa rồi mấy hôm vừa rồi mưa đấy mà cũng không đau nữa. Thế cô ơi, thế để mà có lời gì nhắn nhủ trung tâm thì cô có lời cảm ơn gì với trung tâm ạ? Thì đây là thì thôi có đấy, có lời cảm ơn là coi như là cái thuốc này rất là tốt để chữa về cái xương khớp này, đầu gối này và cái bả vai này cũng đau, vai này đau. Cô chúc trung đó tâm có... là gì? Trung tâm thì quay chúc trung tâm thì càng phát triển hơn và bà càng nhiều khách hàng hơn. Dạ. Cho được chữa được nhiều người khỏe chữa được ở đấy thì là dạ. Cảm ơn cô nhé, chúc cô mau khỏe. Con chào chú ạ, chú làm ơn cho con hỏi tên chú là gì và tuổi năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ? Tôi tên là Trần Quang Tuyên. Dạ. Năm nay 69 tuổi. Dạ. Chú đang ở số nhà 16 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, Lê Trân, Hải Phòng. Dạ. Chú ấy thế thì lúc trước thì chú bị bệnh gì ạ? Tôi thì như vậy năm 2017 thì tôi có đau cái khuỷu tay này và cái khớp hối thỉnh thoảng đi lại nó đau. Mà cái đau cái khuỷu tay đến mức độ mà đánh răng cầm cái bàn chải rất là khó khăn. Rửa mặt là phải lấy cái tay trái nâng cái tay phải để rửa mặt như thế này là rất là khó khăn. Thế hôm đó mới tình cờ tôi mới mở VTV7, tôi mới thấy quảng cáo về cái trung tâm này. Dạ. Bán cái thuốc này có phải không ạ? Đúng rồi. Tôi mới thấy quảng cáo, tôi bảo thế thì đến đây mua về để điều trị cho nó ra làm sao. Thế tôi đến đây, đến địa điểm này, tôi có mua và về tôi uống. Dạ. Vẫn đánh răng như bình thường.
Và sau đó tôi đến thì tôi tiếp tục mua một vài triệu nữa. Dạ. Và về tôi uống, tôi khỏi liên tục đến năm 2017 đến nay. Dạ. Cái tay này không đau nữa. Cái chân này bây giờ đi lại bình thường, cái tay này coi nó khỏi hẳn. Dạ. Bây giờ đánh răng giết các thứ này khác nó không đau nữa. Dạ. Coi nó khỏi hẳn. Thế trong quá trình dùng thuốc chứ có cảm nhận gì gọi là có cái nó khác gì không trong cơ thể mình ấy? Ồ, cái dùng thuốc thì nó cũng thèm ăn. Dạ. Ăn thì nó muốn ăn đấy. Ăn ngon. Ăn ngon. Dạ. Nay tôi đến tôi lại mua thuốc. Dạ. Để tôi giữ chữ để phòng đấy. Khi đau thì tôi uống. Dạ. Đấy, hôm nay tôi đến đây. Dạ. Tôi lại tiếp tục mua thuốc. Dạ. Để tôi giữ chữ đấy, khi bắt đầu đau thì tôi uống. Nhưng mà từ năm 2017 đến nay thì không thấy đau nữa rồi. Dạ. Đấy. Chú là dùng thường xuyên đấy ạ? Để không dùng thường xuyên. Dùng một đợt thì khoảng 4 triệu đồng. Dạ. Thế mà khỏi từ năm 2017 đến nay. Dạ. Cái tay này không đau tí nào nữa. Dạ. Ờ, thế mà tôi mới bảo như là cái thuốc này là hiệu nghiệm thật, mà uống khỏi nhanh đúng theo cái chương trình này, uống 3 ngày thì nó sẽ tiến triển. Nếu uống như thế là bắt đầu là tiến triển khỏi hẳn, đến bây giờ được khỏi hẳn. Mà vợ tôi đầu gối này cũng cái thuốc của tôi uống cũng khỏi. Dạ. Thế nếu mà để có lời mà để nói với cả đội ngũ của trung tâm ấy thì chú sẽ có lời gì để nói với đội ngũ trung tâm ạ? Tôi thì tôi có ý kiến là như vậy nè. Trung tâm sẽ cứ tiếp tục duy trì bán cái thuốc này cho nhân dân. Dạ. Còn đối nhân viên phục vụ đây, dạ, cơ bản là tốt.